Chiều ngày 20 tháng 11, Trường Đại học Gia Sen Đà Lạt đã tổ chức kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, tri ân các thầy cô giáo đã dìu dắt bao lớp thế hệ sinh viên tiếp bước con đường tương lai. Buổi lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí trang trọng, đầm ấm tình cảm giữa các thế hệ sinh viên nhà trường đến với thầy cô giáo. Tiến sĩ Phạm Đình Trung, hiệu trưởng nhà trường, đã gửi lời chúc mừng đến 248 cán bộ, giảng viên toàn trường đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và sự phát triển của Trường Đại học Dạc Sen Đà Lạt suốt gần 20 năm qua. Trường Đại học Dạc Sen Đà Lạt đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo hướng đến mục tiêu đào tạo công dân toàn cầu. Các thế hệ cán bộ giảng viên đi trước bằng kiến thức và sự tận tâm là điểm tựa vững chắc giúp cho trường phát triển bền vững. Tiếp nối và kế thừa truyền thống đó, thế hệ cán bộ giảng viên, nhân viên tiếp tục thúc đẩy Trường Đại học Dạc Sen Đà Lạt phát triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu trong xu thế hội nhập. Dịp này, trường đã trao 3 giải nhất, 5 giải nhì, 4 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các tiết mục văn nghệ của sinh viên dự thi mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 trước đó.